Nhân vật của chúng ta hôm nay sẽ là Lương Hà. Lương Hà đến từ Nho Quan, Linh Bình. Hiện tại em Lương Hà đang giữ chức vụ check inbox. Check inbox và thi thoảng live stream ở Long Sen Shop. Mọi người biết Lương Hà không? Mọi người có biết Lương Hà không? Đây, bây giờ vào không nói chuyện xe nữa. Đấy, các ông biết xe rồi. Bây giờ là các ông vào đây để tôi review về Lương Hà cho mọi người nghe. Anh chả hợp dồn dòi đéo, anh đéo thích xe đấy. Cái xe này đéo hợp với anh. Lương Hà là một cô bé nhân viên của Long Sen Shop. Lương Hà được sinh ra tại một làng quê nhỏ bé, Nho Quan, Linh Bình. Mẹ Lương Hà thì là làm giáo viên, còn bố Lương Hà thì là một chú bộ đội, nhưng không biết là bộ đội về hưu hay là bộ đội hết thời thì cũng không rõ. Hiện tại công việc của Lương Hà thì sinh sống ở Đường Láng, Hà Nội. Lương Hà hiện tại thì đang học về cô y tá truyền nhiễm, rồi chích đấy. Và vào ngày đẹp trời thì hai anh em đã lên duyên với nhau và Lương Hà đã lộp hồ sơ tại Long Sen Shop và được đi làm. Lương Hà thực ra là con gái của Lương Bổng trong phim Người Phán Xử. Thì nói đến nó bảo thế nhưng mà không biết là có phải là con gái của Lương Bổng hay không. Thì Lương Hà của chúng ta có chiều cao khoảng 1m63. Chân và tay nó là nhiều lông vãi lộn luôn. Bởi các con vợ cứ đi bạn mày đến cửa hàng Long Sen Shop gặp Lương Hà. Lương Hà làm ca chiều từ 2 giờ đến 10 giờ tối. Khi Lương Hà đến giơ bàn tay ra và đưa cho mình cái hồ sơ thì mình đột ngột mình nhìn thấy liếc xuống thì những cái cọng lông của Lương Hà nó đen mà nó dài vãi lộn. Con này đúng như kiểu địt mạ mày khỉ. Nó là khỉ đang kiểu remix ấy. Đấy. Thì chiều cao của Lương Hà là 1m63 đổ lên. Làn da khá trắng. Làn da của Lương Hà khá là trắng. Lương Hà cũng thích tato. Cô khi không biết là cô ấy kể là cô sở hữu những hình xăm vô cùng nhỏ bé và đáng yêu. Hình xăm được của Lương Hà được xăm từ hồi cấp 3. Vâng. Và đây là Facebook của Lương Hà, em ấy có một hình Playboy ở cổ và tên là cái đéo gì 2000. Thì đây. Đây là Facebook của Lương Hà. Hình xăm của cô ấy đây. Cái gì đây? Cái đéo gì nhở? Mọi người có đọc một chữ này chữ gì không? Cái đéo gì Playboy ấy? Cái đéo gì ấy? Chữ gì ấy? Cái này thì mình không đọc được chữ gì cả. Mai mình hỏi đó. Đấy. Đây là Facebook của Lương Hà. Đây. Chiếc ảnh này thì là mình chụp cho nó. Mọi người... Đây là ảnh thôi nhá mọi người nhá. Đây là ảnh thôi. Còn nếu mọi người mà gặp nó ở ngoài ấy thì nó sẽ khác. Mình sẽ... Lương Hà xuất thân từ vùng quê. Nguyễn Xuân Đạt ơi, anh đang live stream đừng comment linh tinh em ơi. Anh không chơi Winlex hay là cái gì đâu. Lương Hà, ước mơ của Lương Hà sẽ là một bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả những rất nhiều người. Lương Hà sinh năm 2000. Và mọi người ạ, nói thật là cái Ulai này sản xuất ra đúng là để cho Lương Hà nó dùng. Mọi người có thể Sinker 2000 ạ. Lương Hà của chúng ta có rất nhiều hình xăm. Và đặc biệt rất thích ém trên xe. Đấy, để mà mày chỉ trên lên Hồ Tây phịch rồi. Bây giờ các bạn sẽ được xem hiện tại thì mình có các ảnh kia mình không có đây rồi. Lương Hà có những hình xăm khá là xinh xắn, khá là đẹp. Ở tay này, ở ngực này, cổ này. Mà cũng đéo biết là xăm cái gì. Hiện tại Lương Hà đang ở Đường Láng nhá và đang học. Đây. Mọi người sẽ được chiêm ngưỡng. Vãi lộn. Chưa xem đã thấy buồn cười rồi. Đây. Đây.
Mọi người sẽ xem cái hình này của Lương Hà nhá. Đây. Mọi người không thể xem hình trên Facebook được, gặp ngoài nó mới là cảm giác khác. Đây chính là Lương Hà của chúng ta. Avatar của nó xinh xắn đúng không? Avatar này khá là xinh. Đây. Đúng không? Nhưng mà sau khi các bạn nhìn hình ảnh này, các bạn sẽ phải xem xét lại là Lương Hà có xinh thực sự như trong ảnh hay không. Thì đây là câu trả lời của các bạn. Đây này. Cái hình này là Lương Hà đang trong giấc mộng ngủ. Đây, quả mắt này. Lương Hà lúc này là đang hôm qua vừa lên Hồ Tây én. Én trên Hồ Tây và bị mệt và đi ngủ. Thì mọi người hãy nhìn mắt Lương Hà này. Đây là không biết là mắt bị ăn đòn hay là bị làm sao cả. Đây. Đây mọi người nhìn thấy ảnh này không? Và đây nữa. Nó có khác nhau hoàn toàn không? Nào. Mọi người cho một cái suy nghĩ đi. Được chưa? Được chưa? Nhưng mà sang ảnh này các bạn sẽ hơi bị buồn. Các bạn sang ảnh này là hơi bị buồn. Đây. Đây. Địt mẹ nó còn xăm cả đuôi luôn nhá. Đấy. Là nhìn gáy này. Quả gáy này. Nhớ luôn. Tay nhá. Này. Được chưa? Nó xăm rất là nhiều luôn. Nó xăm các loại luôn. Xôi. Đấy. Rồi hết rồi. Và Lương Hà có được một sở thích đó là rất thích được phệt vào hậu. Lương Hà tâm sự với mấy anh em ở cửa hàng. Chị rất thích được fit vào hậu. Đánh cửa sau đấy. Đấy. Chị rất được thích fit vào hậu. Tâm sự trong Việt Long thế mà. Trong Việt Long kể lại cho anh. Lương Hà rất thích fit vào hậu. Đánh cửa sau. Đấy. Đây là Lương Hà của chúng ta. Lương Hà thì cô gái này gọi là khá là lười. Rất lười. Cô gái này khá lười. Lười lắm. Cô gái này lười lắm. Lên cửa hàng làm rất thoải mái nhưng lười. Con này chết. Con này lười không thể chấp nhận được. Đấy không? Lương Hà đấy. Tên thật của nó là Lương Thị Hà. Nhưng mà đến nó bảo mình tên em chỉ có hai chữ thôi là Lương Hà. Đấy. Chỉ thích fit vào hậu thôi. Chú ơi, áo off-white tổng cộng bao nhiêu mẫu vậy chú? Vừa đấy là có 8 mẫu. Mua cái áo chú đang mặc cái này, đây này. Đẹp luôn. Con này là mã là V7 nhá. Đây, con này đẹp này. Đấy. Con này đẹp này. Đấy. Đẹp chưa? Mẫu mới của 2021 đấy. Mẫu mới 2021 đấy. Lương Hà nó vừa xem mà. Bây giờ là gì nhỉ? Review đang review vừa nói cái gì nhỉ? Nhạc đéo hay. Đâu con Hà cửa mẫu đâu? Cho nên là bây giờ biệt danh của con Hà này là ở cửa hàng là Hà cửa hậu mà. Mọi người cứ lên hỏi Hà cửa hậu ai cũng biết luôn. Toàn bộ đặt cho mà Hà cửa hậu. Bóng hồng nho quan Ninh Bình. Người đẹp Linh Bình đấy. Con của Lương Bổng. Lương Hà con của Lương Bổng. Áo này là 199.000 em ơi. Mã là V7. Để anh xem lại em phải không ạ. Adidas bây giờ mọi người ít mặc Adidas rồi. Bây giờ toàn đổi sang Nike hết rồi. Để xem cái mã áo mình đang mặc là áo gì đó. V7 mọi người ơi. Con này V7 nhá, 199.000. Áo anh đang mặc là 199.000.